Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3 năm 2023 được phát động có ý nghĩa quan trọng trong năm bản lề thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và sơ kết 5 năm triển khai thực hiện nghị quyết về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Khẳng định vai trò quan trọng trong đời sống xã hội của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Thông qua cuộc thi phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện lực lượng bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, hình thành nguồn sản phẩm phong phú, có chất lượng, có tính chiến đấu cao, phục vụ công tác tuyên truyền. Đối tượng dự thi là người Việt Nam và người nước ngoài. Tác phẩm dự thi là tác phẩm chính luận bằng tiếng Việt hoặc tiếng nước ngoài thuộc một trong các loại hình, tạp chí, báo, phát thanh, truyền hình, video clip. Tác phẩm dự thi gửi về Văn phòng Ban chỉ đạo 35, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, số 135 Nguyễn Phong Sắc, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Thời gian nhận tác phẩm dự thi hết ngày 31 tháng 7 năm 2023.